Rồi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với cái kênh giới thiệu về tất cả các sản phẩm về rửa xe của công ty Tahiko. Thì ngày hôm nay đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm mới của bên công ty, đó là cái cây gạt kính của xe. Thì như các bạn đang thấy trong video đây là cái cây gạt kính này. Đó. Thì nó sẽ có 3 bộ phận, đó là nó có 2 bộ phận, là cái nhất là cái thanh cán cầm này. Đó, đây là cái thanh cán cầm. Thì cái thanh này thì các bạn có thể là kéo dài ra được nhé. Đó. Và khi các bạn thu ngắn lại thì chúng ta siết nó lại thôi. Đó. Tiếp đến đây thì là cái bộ phận thứ hai, thì nó là cái bộ phận chổi. Cái chổi này thì là để rửa và rửa kính xe này. Đó. Cái này thì mình cũng có thể tháo rời ra được. Đó. Thì đây là cái miếng vải khi mà các bạn để rửa kính nhé. Nó rất là mềm và nó đặc biệt là không bị rụng lông. Thì cái này thì khi mà các bạn xài xong nó bị hư thì cũng có thể là thay thế được. Đó, khi mà chúng ta gắn lại thì chúng ta cứ bỏ đây, dán lại xong. Rồi tới cái bộ phận tiếp theo, đó là cái cây này, là cái cây để gạt nước. Khi mà các bạn rửa xong á, thì mình sẽ gạt cái nước nó còn đọng trên kính đi. Đó, thì cái cây này mình cũng có thể tháo rời được như thế này. Đó, và khi các bạn xài nó bị mòn thì mình cần thay cái cây thôi. Cái cán này thì mình vẫn sử dụng được. Khi các bạn gắn thì mình cũng đứt vào cái đường khe này. Cái răng của nó. Rồi. Đấy. Còn đây là cái đầu, khi mà mình thao tác thì các bạn xài thấy cái đầu nào thì mình sẽ vặn vào cái đầu đó. Trong đây nó sẽ có một cái ổ ren nhé. Thì mình đưa vào đây, mình vặn. Đó. Ví dụ như những cái xe thấp như thế này ấy, thì các bạn có thể là cầm như thế này lau trực tiếp đi. Để xem lau trực tiếp. Còn ví dụ những cái chiếc xe mà nó cao hơn hoặc ở những cái vị trí cao hơn ấy, thì các bạn để dài ra như thế này, các bạn vặn lại thì nó sẽ cứng nhé. Đó, thì mình đưa lên thì nó sẽ thao tác nó dễ hơn. Và khi mà mình làm không muốn nữa thì mình có thể thu lại, các bạn vặn lại là xong. Đó, khi tháo cái bộ phận này ra, các bạn muốn gạt nước trên kính thì các bạn tháo cái đầu này ra, các bạn gắn cái đầu để gạt nước này vào. Thì nó cũng giống như cái đầu kia, nó sẽ có ổ răng ren bên trong. Và mình vặn vào cái đầu này. Nó khá là dễ dàng ha. Với cái thanh cầm mà có chiều dài nới ra nới vào này thì rất là thuận tiện cho các bạn thao tác. Đó, trên cao này. Khi mà các bạn làm dưới thấp này, thu lại, vặn lại. Đó. Cái này sẽ giúp mình làm nhanh cái thao tác là gạt sạch nước ở trên kính đi, làm cho xe mau khô hơn. À, và một điều nữa là nó sẽ không làm xước cái bề mặt kính của mình. Để biết thêm cái thông tin chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cái số hotline ở trên video, hoặc là truy cập vào trang web tahiko.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.